Hello. What's your name? All right, now you say. Kẹo say, what's your name? What's your name? No, you ask Vũ Anh, what's your name? Hello. What's your name? Tôi Huyền đang ở đâu thì xuống lớp bé hùng hỗ trợ khẩn trương lên nhá. Vũ Anh say. Xin mời Tôi Huyền xuống lớp bé hùng học. Vũ Anh say, what's your name? Kẹo say, Vũ Anh. Can you tap your toes? Can you tap your toes? Yes or no? Yes, I can. Good. Now you say. Kéo. Hey, Vũ Anh say kéo. Can you touch your toes? Mẹ Hương đưa Phương Nghi ra bên ngoài này nhé. Yes or no? Can you touch your toes? Yes, I can. Yes, I can. Yay! High five together! High five! Good job!